Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc đèn ngủ từ vỏ lon nước ngọt tự xoay. Thì đầu tiên nguyên liệu chúng ta cần tìm đó là những cái lon nước ngọt như thế này, một tờ giấy ráp, một cái kéo, một cái kim loại khâu quần áo các bạn, một đoạn dây điện và một cái bóng đèn, một cuộn băng dính, một thanh nhôm, cái này mình lấy từ cái móc phơi quần áo, một cái dùi nhọn, một chiếc đũa và một con dao, một cái kìm. Đầu tiên thì việc chúng ta cần làm đó là mở cái lắp của cái lon nước ngọt này ra. Thì mình sẽ dùng cái dây ráp này, các bạn hãy chà cái mặt của cái dây ráp sao cho khi nào được một cái như thế này. Đây thì mình đã làm sẵn một lon để chúng ta tiết kiệm thời gian. Và đây, sau khi có được cái lon như này rồi, chúng ta tháo cái lắp này ra rồi, thì chúng ta sẽ lấy chiếc đũa, chúng ta tìm một cái tâm của cái lon này và chúng ta sẽ đục nó xuống để chút nữa sẽ làm cái chỗ xoay của cái kim. Các bạn lưu ý là các bạn phải tìm một cái tâm thật là chuẩn, nếu không thì đèn nó sẽ bị lệch. Đây, các bạn chỉ cần đục nó xuống một chút thôi là được rồi. Bây giờ thì chúng ta, sau khi đã được cái tâm này rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái công đoạn đó là tạo cái cánh quạt. Các bạn vẽ các cái đường kẻ thẳng như này và chúng ta sẽ bắt đầu đục cái cánh quạt bằng cái con dao nhọn này. Ta sẽ bắt đầu đục. Ta sẽ làm 6 cái vạch này các bạn. Sau khi đã xong được 6 cái vạch này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào công đoạn tạo quạt gió, tạo theo hình cánh quạt. Đây, chúng ta đã được cái hình cánh quạt. Tiếp theo đó là chúng ta bắt đầu đi đục cái họa tiết trên cái mặt của cái lon này. Khi đèn nó chiếu vào sẽ nó sẽ chiếu ánh sáng ra ngoài và tạo thành chữ rất đẹp. Đây thì chúng ta, các bạn chuẩn bị một tờ giấy và vẽ lên những họa tiết các bạn cần. Ở đây thì mình đã vẽ chiếc mình đã vẽ chữ ngủ ngon và kèm một số cái họa tiết rồi, thì bắt đầu chúng ta bắt đầu gắn vào. Chúng ta lấy băng dính dán lại.
các bạn lưu ý nhé, để cho lon khi chúng ta trong quá trình chúng ta đục lỗ thì để cho lon đỡ lát thì chúng ta sẽ lấy cái một cái khăn chúng ta cuộn nó lại, chúng ta nhét vào trong thì để khi chúng ta đục thì sẽ lon nó sẽ không bị hư. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái dùi này và chúng ta đục. Và đây, sau khi xiên xong thì chúng ta được cái hình ngủ ngon như vậy. Sau khi xong cái phần đèn, nắp đèn thì chúng ta bắt đầu đi vào làm cái phần đế. Phần đế thì các bạn hãy chuẩn bị giúp mình hai cái lắp như thế này. Đây thì mình cắt từ hai cái lắp này, cắt từ cái đáy của cái lon nước ngọt. Thì đây các bạn hãy chuẩn bị cho mình hai cái như này và các bạn cắt một chút ở đây nhé, sau đó chúng ta sẽ đặt vào đây như thế này và chúng ta sẽ lấy một cái ni dùi, chúng ta dùi một lỗ ở giữa đủ vừa để chúng ta lát là chúng ta sẽ lắp như thế này. Và bên cạnh đó thì để cho cái đế này nó chắc chắn và nó giữ được cái thanh này thì chúng ta sẽ dùng một chút cái đất sét chúng ta để vào trong.
sau đó chúng ta cùng lắp lại. Rất đơn giản, như vậy là chúng ta đã được một cái đế của cái đèn. Sau khi được, chúng ta sẽ như thế này. Đây các bạn đặt sang một bên. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái nắp, cái thanh để chúng ta dựng đứng cái bóng đèn này lên. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái đầu kim này vào, chúng ta dùng băng dính vào đây để chúng ta cái kim này nó sẽ chạm vào cái đỉnh của cái này và nó sẽ giúp cho cái đèn nó xoay một cách dễ dàng hơn. Chúng ta lấy băng dính nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cho một chút lại cho nó chắc chắn hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ gắn cái đèn vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái khoảng cách của cái đèn này trước. Tùy theo độ cao mà các bạn muốn nhé. Đây như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cắt lên đây. Tùy theo độ cao phù hợp của các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi gắn bóng điện. Như các bạn là chúng ta nên dùng một bóng thôi, bởi vì nếu chúng ta dùng hai bóng thì nó sẽ rất là dễ, nó sẽ nóng quá, sẽ quá nhiệt. Chúng ta gắn cái bóng này lại. Sau khi đã được thì chúng ta sẽ cắm cái bóng này xuống, cắm cái thanh này xuống đế.
cho cái đế này nó chắc chắn hơn thì các bạn có thể cho một chút keo 502. Và nó sẽ không bị di chuyển. Đây, mình sẽ cho 502 vào. Như này. Bây giờ các bạn sẽ tiếp theo công đoạn là nối dây điện. Mình sẽ nối hai đầu dây vào với nhau nhé. Đây, chúng ta đã được một cái đế đèn và chúng ta đã lối xong. Bây giờ chúng ta sẽ nắp lên. Chúng ta sẽ giờ mình sẽ cắm đèn. Bây giờ chờ cho đèn nóng thì đèn sẽ quay. Chúng ta chờ một chút mà đèn nóng lên thì khi có nhiệt thì đèn sẽ quay.